đây là người dân đang làm lễ phong tục của người dân bên này các bạn. Anh em mình cũng lần đầu tiên chứng kiến buổi làm lễ của là công giáo bên này. Anh em mình cũng quay lên hôm nay rất đông mọi người, trong các bản ra rất đông. Văn Điền, xuất bay xong à? Đây, Văn Điền, Văn Điền. Ok luôn, chào các bạn. Ok luôn, chào các bạn. Mình tên Mateo. Xuất phát ạ, chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với trận đấu Đông Bắc Đủ Vlog, cuộc sống châu Phi. Như hôm qua anh em mình cũng đã vào thông báo mọi người là hôm nay là ngày Chủ nhật, anh em mình sẽ tổ chức lễ khánh thành cái nhà thờ mới của bản mà nơi anh em mình đang trực tiếp hỗ trợ cũng như giúp đỡ nha các bạn. À so bà. Con nó là rất xe cả một gen đi. Mình ta sẽ mình ta tên tôi sẽ cái ta mới xong rồi đi. À hàng cả ta mới xong rồi đi. Càng cả tôi cũng gen xong rồi. Mình tôi bị cả tôi bị cả. Đây. 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 Mọi người sáng giờ đã chuẩn bị hết rồi các bạn, thì bây giờ để các em thanh niên là bỏ đồ đây. Đây anh em mình đã đưa đồ vào. Quan thuật tu đồ mở vai tira cô mới đà. Vơi vai cô đi nha. Ui là. Ui cá. Tira. Vai tira tu đồ. Cá rồi đùi gà, tất cả lương thực phẩm này đưa vào để mọi người nấu ăn đấy các bạn. Rất là nhiều, một xe luôn. Bên gì ta bên kia. Tất cả mọi người đã chuẩn bị hết rồi. Nước nấu rồi. Yeah. Mẹ ta tí là ông mê già, mẹ ta kì. Mê già. Ôi mọi người đã đến chuẩn bị à, đun nước hết rồi. Đun nước hết rồi, giờ anh em mình mới đưa bột ngô cũng như gạo thứ đến. Đùi gà và cá các em đang cho xuống cũng như mì Ý và bột ngô với gạo rất là nhiều các bạn. Đây, cá đây. Mấy thùng cá luôn để mọi người nấu ăn vì rất là nhiều, hôm nay rất là nhiều cá vẫn lạnh lạnh. Đây là nước này để tí nước sữa hoa quả để tí phát cho các em đấy các bạn. Đấy, phát cho các em. Người dân cũng có một thùng rượu, cũng tất cả các đồ mọi người. Đây mọi người đang chuẩn bị đồ nấu ăn ở bên ngoài, khách cũng đã đến rồi. Đây. Đây. Hôm nay là có tất cả các anh em trong team các bạn ạ. Đây. Quang Ninh cũng như anh em trong team và cũng như vợ chồng em Tiến với em Sara là cũng đã đến rồi. Khách mời. Chào mọi người. Xin chào, lâu lắm không anh. Sáng rồi. Xuất từ sáng rồi. Xuất từ sáng rồi. Bạn nhà bạn. Anh không? Như chú gì? Chào các bạn. À, mọi người mới đang chuẩn bị nấu ăn. Hôm nay rất là đông đủ tất cả các anh em trong team nha các bạn cùng đến tham dự. Hôm nay bằng đẹp à, hôm nay nhà thờ và khánh thành bằng đẹp. Đây là mọi người đang nấu ăn ở bên ngoài này nhé các bạn. Đấy, rất là nhiều xoong. Ê cơm à Mateo? Aron, ui cơm. Đã cùi à?
cơm rồi thịt gà cá. Đấy, vì hôm nay rất là đông người các bạn, không phải một bản mà rất là nhiều bản, nhiều bản cũng như rất là nhiều khách mời. Đây là mọi người đang nấu ăn này, cắt thịt gà, gà cắt cà xôi. Ấy kìa, rồi, đấy, nhiều xoong cơm lắm, mấy xoong cơm này, bột ngô bên kia nữa, rồi mì ý, bên đây là cái gì này, ấy kìa, masa, đấy, mấy xoong mì luôn, mấy xoong cơm, rất là nhiều. Hôm nay anh em mình muốn tổ chức để cho mọi người có một bữa thật no nha các bạn, ăn uống thoải mái. Tí thì sắp ở đây ai ăn là ra đây có một đội chuyên ăn lấy đồ ăn cho mọi người. Đen từ đâu ra, sao bà? Đây bên ngoài này mọi người đây, tại bên ngoài này mọi người đã xếp hàng ngồi ghế, xếp ghế ngồi hết ở đây rồi. Chúc bà là bên trong rất là đẹp. Ở bên trong đây các bác đã chuẩn bị loa đài hết rồi, thì anh em mình cái ngày hôm nay là cái ngày rất là trọng đại của dân bản, cũng như là anh em mình thay mặt các mạnh thường quân xây dựng nhà thờ, rồi hôm nay là bàn giao lại cho dân bản đấy các bạn. Thì trong quá trình xây dựng ngôi nhà thờ có ba mạnh thường quân là gia đình bác Mạch Canh, cũng như gia đình chị Bích Trần và gia đình chú Đinh Đạt là hỗ trợ giúp đỡ xây dựng nhà thờ. Và trong đó cũng có một số mạnh thường quân xin phép là được giấu tên, cũng hỗ trợ tượng chúa, cũng như hỗ trợ bàn ghế, và cũng như có hội Quang Minh Đài Phú Quốc cũng hỗ trợ anh em mình là lát nền gạch của nhà thờ. Và cùng như một số mạnh thường quân ở bữa trước cũng đã nhờ anh em mình là xin được đóng góp vào để mua lương thực phẩm để gửi đến tất cả các bác thợ xây trong quá trình xây dựng nhà thờ để ăn uống đấy các bạn. Và để có ngôi nhà thờ đẹp cũng như để có ngày vui của hôm nay để bàn giao ngôi nhà thờ cho người dân bản, thì một lần nữa anh em mình thay mặt anh em trong tem cũng như người dân xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã gửi tặng đến người dân bản ngôi nhà thờ rất là khang trang cũng rất là đẹp này. Và bữa trước mình cũng đã hỏi ba mạnh thường quân trực tiếp hỗ trợ xây dựng ngôi nhà thờ, thì anh em mình cũng muốn ghi một cái tên là người giúp đỡ đây, tên của các mạnh thường quân giúp đỡ để gắn lên trên cửa nhà thờ như nhà văn hóa. Nhưng mà hai trong ba mạnh thường quân thì mọi người cũng đã nói mình là hỗ trợ để giúp xây nhà thờ, thì mọi người xin phép là không ghi tên cũng không treo biển. Thì anh em mình như tất cả người dân, không cứ gì người dân ở đây, người dân bản lân cận cũng đều biết ngôi nhà thờ này của người Việt Nam mình gửi tặng đến các bạn, cũng như bác chủ tịch xã này. Mình đã tôn trọng ý kiến của tất cả các mạnh thường quân, thì anh em mình sẽ không treo biển ở trên đấy các bạn. Đây bên trong này, hôm nay là ngày khánh thành nên là rất là đông người giờ ra là vào, nên anh em mình để mọi người cứ đi giày đi dép vào các bạn, từ hôm sau mọi người sẽ lau sạch nền, thì sao hôm sau những ngày bình thường thì toàn người dân bán hay thì có thể là mọi người để dép vào ngoài cũng được. Chứ hôm nay rất là nhiều người dân đến đây, thế nên là sẽ để mọi người đi. Nên là anh em mình để mọi người đi giày vào. Ôi tôi được điên. Sao từ quá đau phò à? Sao là điên phết à? Tôi được ra. Đây bên trong thì các bác đã chuẩn bị nhạc hết rồi. Tô cả eo về. Đây, bữa trước anh em mình cũng đang hỏi cha xứ đây, thì tất cả về cái ngày này thì đều phải có đàn, cũng như có loa đài, và cũng như để mọi người làm lễ đấy các bạn. Thì anh em mình cũng muốn đầy đủ hết, cũng chuẩn bị hết đây. Đây là micro để tí cha xứ sẽ đứng lên đây làm lễ để cho mọi người, các dân bản. Đấy. Alo, Anna. Ai? Alo, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng tôi đang thử mic, cũng như mic đang thử chúng tôi. Alo, ta vô. Đây, thử mic nhé các bạn. Đấy, mình già đang thử mic. Em nó sao bị căn à? Ê, nó sao bị căn à? Đây, các bác đang chuẩn bị. Con ấy tưởng máy bay. Các bác đang chuẩn bị hết tất cả này. Làm lễ. Đàn nhạc đầy đủ hết, anh em mình thuê đầy đủ hết như những gì cha xứ bữa trước nói với anh em mình cần những cái gì để trong ngày khánh thành nhà thờ được thực trọng đại cũng như thật đầy đủ. Anh em mình đã thuê hết tất cả. Tôi là bây á, thế bôi tôi cả bây á, có bố em Gavin cũng phụ giúp ở nhà thờ nên là cũng biết này để vào giúp. Người dân cũng đang đến dần này, rất là đông này, xếp hàng mọi người đấy. Như các bác chủ tịch xã như mọi người thì tí mới đến các bạn.
để tí sẽ đông đủ hết. Mọi người ăn uống những làm lễ xong, ăn uống rồi là vui chơi ca hát để chào mừng ngôi nhà thờ mới. Như bác trưởng bản nói hôm nay là một ngày rất là trọng đại, cũng như rất là nhiều các nghi lễ mà có người dân bản địa từ trước đến nay. Các bạn đang trong thời gian chờ đợi cha xứ đến làm lễ đấy các bạn, thì anh em mình sẽ phát nước hoa quả cho các em nhỏ trước. Cho các em chơi. Các em chờ. Đói lắm, tôi các em. Đói khát, không phải đói mà khát. Cả đói chứ đã được ăn đâu, tỉnh ăn sau mọi người. Mỗi cháu một gốc. Sara. Phát này, đây anh đấy. Giờ xỏ tay thứ quần oai. Phát ra obrigado. Obrigado. Đang bé chưa biết nói. Ê, con á, đôi mau. À, được em nào cho đi ra đi. Kênh tay. Con đi. Con đi. Ê, sợi. Quay nhẹ quá. Basa. Con là obrigado. Đôi mau. Phan à? Phan à, obrigado. Quando, Phan à, obrigado. Obrigado. Sim, tá bem. Đây, đây, anh. Ê, nhiều lắm. Ê. Quen đi, Fana, obrigado. Obrigado. Hả? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn hơn à? Thế cảm ơn. Cảm ơn. Các bạn nói tiếng Bồ thì các bạn không nói, nhưng mà bảo nói tiếng Việt nghe là ơi. Cảm ơn này. Đúng rồi. Chuẩn đấy. Cảm ơn. Hả? Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Có những em ở trong bản sâu thì chưa biết nói. Phát là cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Phát là cảm ơn. Cảm ơn. Tất cả đều có, em nào cũng có. Phát à? Đem gà đây, bác gà. Tá cuia soba. Cuia muito. Cuia bem. É bonito. Đây là nước hôm qua đấy các bạn, nước hôm qua mọi người làm nước ngọt của truyền thống của người dân bản địa đây. Hôm nay là mọi người đi mời khách đấy. Các bác trưởng bản, các bạn cũng đã đến rồi, cũng như bác chủ tịch xã đã đến rồi. Tao đây. Cảm ơn Việt Nam. Tao đây. Tudo bem? Tudo. De parabéns, né? Sim. Boa noite. Bác đã đến sắp xếp. É mesmo ali. Anh em mình cũng nói các bác là mời tất cả các bác trưởng bản của các bạn đến các bạn, cũng như bác chủ tịch xã. Các bác về này. Và bác chủ tịch xã cũng đã đến rồi, cùng như bác trưởng bản bản mình cùng mọi người là đang đứng chờ cha xứ chuẩn bị đến làm lễ khánh thành nhà thờ đấy. Mọi người dân đi mời nước tất cả các bác trưởng bản. Sang quà cuối à. Ô
Ok nhé các bạn, thì bây giờ cha xứ ở nhà thờ cũng đã đến để làm lễ cho người dân. Thì anh em mình sẽ nói chuyện với cha xứ cùng với tất cả người dân là hôm nay anh em mình đã bàn giao ngôi nhà thờ mà người Việt Nam mình xây gửi tặng đến người dân bản anh em. Nhờ cha xứ cùng với tất cả mọi người làm lễ như nào hay thủ tục nào thì mọi người giúp dân bản đấy các bạn. Oh,
Sali. Mendoza la Chiva. 8-8. Em primeiro lugar, eu peço desculpa pelo atraso, que o padre foi à luz, não é? Sim. Bem de chegar. Então, é a nossa festa, não é? Sim. É grande festa, é grande festa. Você tem capela bonita? Não é? Sim. Não é a nossa festa, não há pressa, não é? Sim. Então, vamos começar a missa. Quando o Cuiabá se lomola na tilerembiocola, Ocha vecha chimecheto Jesus Cristo, lotso, lotso, lotcha subi, se como é lombe mola chilembio com a Davi Calelene. Sua gloriante, que eu sou a Davi, sua marido. Acoeto, tu sou gloria, canduetu, ocho tu pedi se chiva, como não bien vicola. Tu habitando ali, apa? Vitaria, suíça, quando tu pitilice, como é nho cabuipuí? Anh em mình cũng không biết là lần đầu tiên thấy mọi người làm lễ như thế này.
đầu tiên chứng kiến buổi làm lễ, vừa là ông cháu đi làm cho anh em quay lên Ei, indo de novo, já tem que estar sempre dando.
A missão agradece bastante. Então, os que estão aqui e depois é mandar saudação também lá, não é? Sim. Distâncias, é que nós estamos muito felizes, não é? Sim. Daquilo que vocês já fizeram, agora o povo vai conseguir rezar. E não deve terminar, eu sei que vocês estão a fazer boas coisas. Tem outras capelas, não é? Sim. É ajudar e o povo sempre vai vos abençoar, não é? Vamos agradecer sempre. Então, eu agradeço também pessoas que estão aqui. É de agradecer. Nós estamos muito felizes e a igreja sempre conta com vós. E o povo em geral, fizeram bem e vi o grupo coral. Eu vi que todo mundo estava a mexer, a cantar. Os homens daqui do outro lado e as mulheres. Então, uma salva de palmas! Companheiros, não é? Vietnamitas, que Deus os abençoe sempre. Então, fiquemos de pé, faz favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. E dê paz que o Senhor vos acompanhe. Amém.
aleluia, aleluia. Chủ tịch xã cũng như cha xứ cùng tất cả các bác trưởng bản của các bản nơi anh em mình đang giúp đỡ ở đây thì cũng đã anh em mình cũng đã thay mặt các mạnh thường quân ở Việt Nam mình bàn giao ngôi nhà thờ đến cho người dân bản ở đây. Thì bây giờ mới xong được các bạn, mới làm đến xong thì bây giờ để mọi người ra ăn uống các bạn, thì trời cũng đã tối rồi để mọi người ra tự nhiên. Mọi người ra ăn uống bên ngoài thì tất cả mọi người đã chuẩn bị đồ ăn hết rồi các bạn. Mọi người ra ăn uống thì thời lượng video anh em mình tải lên có hạn nên anh em mình cũng không thể tải hết tất cả quá trình một ngày làm thủ tục của người dân, cũng như anh em mình cũng đã quay nấu ăn rồi, cũng là để mọi người đã phát ăn uống như mọi bữa các bạn. Vì phong tục của địa phương ấy, mọi người làm lễ cũng phải bản đấy các bạn, nên anh em mình cũng tôn trọng tất cả phong tục của người dân địa phương các bạn. Thì bây giờ